chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Hoa Việt Hàn Việt. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được khá nhiều thắc mắc của khán giả xem đài về cách thức để gửi câu trả lời trên trang thông tin điện tử tổng hợp đồng hành Hàn Việt.com. Trước khi đến với phần giải đáp thắc mắc cho khán giả, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chuyên mục Hoa Việt Hàn Việt tuần vừa qua. Đáp án của chuyên mục Hoa Việt Hàn Việt kỳ 125 là chuyên mục tọa đàm Hàn Việt kỳ 125 chủ yếu nói về sản phẩm nội thất. Rất tiếc, tất cả khán giả tham gia trả lời câu hỏi đều có đáp án. Chuyên mục tọa đàm Hàn Việt kỳ 125 chủ yếu nói về sản phẩm nội thất dành cho trẻ em. Đây lại là nội dung phát ở chuyên mục thị trường tiêu dùng, không phải ở chuyên mục tọa đàm Hàn Việt như câu hỏi của chương trình. Với đáp án lần này, không có khán giả nào nhận được phần thưởng từ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex. Do vậy, phần thưởng sẽ được cộng dồn cho khán giả đạt giải nhất và nhì của kỳ tiếp theo. Tức là khán giả đạt giải nhất của kỳ 126 sẽ nhận được 4 triệu đồng và 2 thùng dầu ăn hảo hạng Voca Daily. Còn khán giả đạt giải nhì sẽ nhận được 2 thùng dầu ăn hảo hạng Voca Daily. Để tham gia trả lời câu hỏi, quý khán giả hãy cùng theo dõi phần hướng dẫn sau đây. Truy cập trên thông tin điện tử tổng hợp www.đonghanhhanviet.com. Bước 1. Đăng ký thành viên. Bước 2. Đăng nhập theo địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký ở bước 1. Bước 3. Nhập câu trả lời mình muốn và gửi câu trả lời. Quý khán giả xin lưu ý, câu trả lời hợp lệ phải có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Câu trả lời chỉ được hệ thống ghi nhận khi có thông báo gửi câu trả lời thành công. Ngoài câu hỏi chính của chương trình được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.đonghanhhanviet.com. Để đảm bảo tính công bằng của chương trình, ban tổ chức sẽ có thêm câu hỏi phụ liên quan đến nội dung phát sóng đối với khán giả trả lời đúng và sớm nhất bằng cách phỏng vấn qua điện thoại nhằm xác định khán giả có theo dõi chương trình để biết thông tin trả lời câu hỏi. Đối với những khán giả đã từng tham gia trả lời câu hỏi Hoa Việt Hàn Việt, chỉ cần đăng nhập để gửi câu trả lời. Quý vị và các bạn đã từng gửi câu trả lời về cho chương trình nhưng chưa có cơ hội nhận được quà tặng từ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex. Quý vị và các bạn cũng đừng nản lòng, hãy cùng truy cập trang thông tin điện tử tổng hợp đồng hành Hàn Việt.com sau một ít phút nữa để gửi câu trả lời của tuần này về cho chúng tôi. Xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều may mắn.